Làng nước ơi, cứu 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 Manet với mọi người ơi. Bao phê bao phê bao phê. Tê tê như con. Ui làng nước ơi, làng nước ơi, làng nước ơi. Bốn ngón tay. Cả nhà mình ơi, lá ngắn. Ôi trời, đẹp lắm nha. Thơm nữa. Quá là chất luôn. Không biết Manet sẽ lấy được hai cây luôn hay là chỉ lấy được một cây. Hoa này vừa thơm vừa đẹp. Manet mời cả nhà cùng ngắm nhá, ngắm hoa nhá. Đây cả nhà ơi, đây là con đường anh em Manet đi kiếm lan nhá cả nhà. Theo dọc suối rất là đẹp luôn. Suối này thì đi nghỉ mát thì hết nước chấm luôn nha cả nhà nha. Bao đẹp, view quá tuyệt vời luôn. Xem cái bản đá này. Bản đá này hết sấy luôn cả nhà. Quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Ôi ngày tháng mộng mơ. Còn gì đâu nữa mà khóc với sầu. Ai trời, bản đá này tuyệt phẩm của những cánh rừng. Giờ lại lên rừng thôi cả nhà, lên bờ nữa. Nước đó cũng chắc cũng cạn thôi, nhưng mà thôi anh em mà hết lên bờ luôn. Cái suối này, cái đá chụp trồi nó quá đẹp luôn cả nhà. Nhìn từ xa bên kia là thấy đẹp rồi. Khá là đẹp luôn. Đá này nghỉ mát đi tuần trăng thơ. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Nước này và chu chà. Nhà cũng ngắm cảnh nha, ngắm cảnh rừng nha. Ôi trời ơi cả nhà ơi, anh theo bước chân anh em Manet đi hành quân. Đó, chú hành quân. Vừa kiếm lan vừa đi sinh tồn nha cả nhà nha. Cánh này rất là đẹp luôn mọi người ạ. Manet tưởng là có trong mơ, nhưng mà thật sự là không cần mơ đã có nha cả nhà nha. Những cái cánh này nó đẹp ôi làm sao. Cái này là bể nước này. Hay là anh em mình ở đây, hay là đi tiếp. Đây có bàn, bàn mình nhậu. Bàn nhậu ở trời. Nha, anh em Manet sẽ ở cái đoạn view này nha cả nhà nha. Anh em Manet sẽ ở view này, view chiếu đô nha cả nhà nha. Đá này. Ôi da, quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Hello mọi người nha, ta Manet chào mọi người nha. Giờ thì hai anh em Manet đã đi tới đoạn này cả nhà, tới đảo đây, và đa số là đá thôi. Đảo Chi Chu. Đây là thành đảo luôn cả nhà ơi.
Thì bây giờ thì mấy anh em Manet sẽ ở đây và cắm trại ở đây. Tối sẽ đi săn gà trên bờ, trên theo dọc suối cả nhà. Thì ban ngày thì mấy anh em sẽ đi kiếm lan cả nhà ơi. Thì bây giờ thì chỗ anh em Manet đang ở là có cây mai luôn cả nhà ơi. Cây mai thì đã hoa tàn rồi. Đến từ mấy tháng trước thì có khi cái này một tháng trước là vẫn được ngắm hoa này cả nhà. Thì bây giờ thì hai anh em sẽ chặt để làm lán đây cả nhà, làm chòi đây. Thì bây giờ thì bắt đầu nghỉ ngơi một tí, mọi người có sức rồi sẽ làm lán đây luôn, lán ở đảo đây đấy. Và mấy cây này đều là thác nước cả nhà, nếu mà mưa xuống thì nước này sẽ chảy đi và có cái thác độ rất là đẹp luôn. Thì cho nên Manet sẽ ở đảo, ở giữa cái đảo luôn, đảo thác nước để xem nước có quét mấy anh em Manet không. Đó, bây giờ thì được chim không em? Thì một anh này là tên gì ta? Em tên gì quên rồi. Loan. Loan. Kia em tên gì? Đấy, Chư. Thì hôm nay thì hai Manet đi với hai anh em này thì để xem tối có gà với lại mai có lan không, thì Manet sẽ review cho mọi người xem nha. Đây cả nhà. Đó, xong hoa là quả này. Quả đỏ chót rất là đẹp luôn cả nhà ơi, cái mai này. Đó. Wow. Chú chả mưa rồi thì làm lán thôi, làm trò thôi. Thôi cậu. Đây mọi người ơi, anh em Manet đã vào đoạn này và làm lán xong rồi thôi nhỉ. Đấy, Manet đã làm lán xong. Em muối này mọi người. Em muối này. Này thì em muối. Thì anh em Manet đã làm lán xong và ăn uống rồi mọi người. Giờ thì cũng chiều rồi. Thì hai anh em thì con làm na cao su, cho anh mượn na cao su cái, cho review cho cả nhà mình được xem. Đây là na cao su cả nhà ơi. Na cao su này thì bắn bằng đá thôi, bằng bi cũng được. Và bi hồi xưa mà nếu mà anh em đã từng chơi bi thì sẽ biết nha, bi bằng ngón cái cả nhà. Cái ná này thì thú về lớn thì không dám đảm bảo, nhưng mà riêng về chột đổ lại thì có hội ăn được nha. Riêng chim với gà thì chắc chắn ăn rồi, ăn tới 70% luôn,
Đó, cái đó thì Manet nói nó gọi là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Chứ thực tế thì nó ăn phải là 100%. Cái làm anh em. Đó, cái kia đang làm mọi người. Thì hai đứa thì mỗi người một cái mọi người. À, và hai đứa thì có đèn pin luôn. Tối nay thì Manet đi từ buôn á. Đi từ buôn làng vô thì Manet quên đèn pin. Cho nên là không biết là tối nay hoàn cảnh Manet quay cho mọi người sẽ ổn định hay là nó sáng hay là như thế nào. Nhưng Manet nghĩ là Manet sẽ cố gắng quay thật là nét cho cả nhà được xem. Thì giờ thì anh em Manet cũng ăn uống no say và chuẩn bị nghỉ ngơi xơi nước, là chuẩn bị đi săn gà. Giờ thì sẽ nghỉ đã, nghỉ lát nữa có sức, tại vì đi từ buôn cũng khá là xa. Đoạn này thì hôm nay thì Manet vào đoạn này và vào cái đoạn bãi này thì cũng khá là đẹp cả nhà ơi, khá là tự nhiên và đẹp, bắt mắt luôn. Đó, anh chị nào mà muốn trải nghiệm thì cái này không nên bỏ qua nha, rất là đẹp luôn. Nhưng mà Manet không biết là mùa khô nó chắc chắn là sẽ không đẹp mắt mấy, mà cái tầm này thì chưa đẹp luôn cả nhà. Nếu mà mưa xuống tầm tã gọi là nước chảy riu riu nữa thì chắc chắn là anh sẽ bóng thấy nhớ em nhiều. Đó, bây giờ thì anh em cũng vừa tu nước này rồi cả nhà, cái này là whisky nha. Mấy anh em đây là tu tổng hợp. Nói chung là mọi người nhìn mặt Manet hơi tái tái đúng không? Tái vì nước này trắng quá, tại vì mặt Manet là đen, thêm trắng là nó sẽ thành tái tái. Đây mọi người ạ, hai anh em đang câu khá lăng cả nhà ơi, và câu lia lịa luôn. Manet thì ngồi nghỉ vẫn gọi là dựa lưng một tí. Hai anh em câu khá lăng. Cái này là cá mắm cả nhà ơi. Cá mắm này thì cả người cả cá đều ăn được nhá. Thế cá con hồi nãy là em vứt đâu? Để kho anh đây. Ở lưng anh đâu có cá đâu. Chưa chờ. Thôi thì vứt đại ở dưới đây nhá. Anh em nào mà đi cẩn thận, không đạp là lúng cái chân đó. Thả đây. Cái này là cá mắm bà già ở nhà làm đúng không? Cá mắm bà già này bén hơn cái mồi mà anh chị bán ở trên quán cả nhà ơi. Để xem em vứt rồi có được không, hay là em chỉ thấy cá là em vứt vào mồm nó đúng không? Đúng rồi. À, chủ chả em chỉ vứt đó nay kêu đó biết đâu. Xem anh vợ với em rể thì ai được cá lăng này, chủ chả vứt phát là ăn luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi đang ăn rồi này. Để chuẩn bị kéo này nhá. Cắn rồi. Ôi ôi. Trời ơi. Thế là lỗ rồi. Đổi tiếp nha anh em. Phải làm mặn mé chứ. Bình tĩnh. Vậy là sướng cái nách luôn cả nhà ơi. Cứ vứt là đớp, cứ vứt là đớp. Thế này thì bà con sao chịu thổ nổi. Đấy, cứ vứt là đớp, cứ vứt là đớp nha cả nhà nha. Không có gọi là bốc lửa, bốc khói nha. Anh vợ chưa được miếng nào nha anh vợ. Chủ chả, anh vợ làm thế này chết ha. Chủ chả, em rể thế này sao không nhường anh vợ một con hai con. Lại được cả nhà ơi. Ba con rồi. Ba anh em ba con rồi. Cố gắng kiếm đi, cố gắng kiếm chục con anh em mình lại ra ra. Trời trời, đây, nó lại đớp đớp nữa mọi người ơi. Kìa. Đây, đó. Chụp đi em, chụp đi. Ôi. Quá hoành tráng luôn. Đây. Giờ mới được, từ nãy giờ mới được. Hay mình bỏ trong nồi anh nhỉ? Bỏ trong nồi đấy. Thì đằng nào nó cũng nhảy vô nồi mà. Em cứ bỏ nồi đấy. Cái này gọi là cái lăng nồi mà. Nó sắp to bằng nồi rồi. Khi nào nó đầy nồi là nó to bằng nồi á. Ở đây cũng gần xong săn bóc nha cả nhà nha. Anh chị nào mà muốn giao lưu hay là muốn đi phượt thì cứ liên hệ với Itapanet nha. Chú chà. Vứt rồi kéo cả nhà ơi. Thế là được con cá lăng rồi.
Bây giờ thì được 4-5 con rồi. Anh em đang cố gắng kiếm chục con. Mồi này cũng khá là bén. Đó, thành quả rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con rồi. Ui, 6 con thì đủ ấm rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì cố gắng kiếm thêm nữa. Hết đớp rồi em. Phát huy lên nào. Hay là em nhảy xuống nước nó lại đớp nhanh hơn. Hay là hai đứa làm hết cá rồi. Nhanh. Anh chị còn đang hấp dẫn, đang xem đây. Lẹ chứ. Chú chả, nước thế này mà còn vứt cái kiểu cao này nữa. Ui, giàng ơi. Thế này là buôn sàng á. Mau lên. Mau can lên. Này anh em. Mau can lên họ. Thế này là bu lẹ. Bu lạc cá lăng này là. Cái này là cá lăng nồi cả nhà nhá. Tuy nhỏ nhưng mà thịt nó thì khá là chất lượng luôn cả nhà ơi. Đấy. Chỉ bằng ngón tay ngón chân cái, nhân chân cái thôi. Chuyến này thì em vợ em rể là thất bại rồi đó. Anh vợ cứ giật hoài. Thế này thì không được rồi. Anh vợ làm sao chứ, thả em rể, em chồng em rể phát nào coi nào. Bây giờ thì hai anh em đang thi đua nhau cả nhà nhá. Biết là ai sẽ được nhiều cá hơn. Mọi người sẽ động viên anh nào nhá. Vứt là giật luôn mọi người, vứt là giật luôn. Chuyến này thì anh vợ hơi bị sung á cả nhà, cứ vứt là đớp. Em rể thì chưa thấy nhúc nhích gì hơn luôn, chắc là do hoàn cảnh cả nhà ơi. đấy, vứt, xem cá đớp cao của anh nào trước đây. Rất là gay gấn nhỉ. Lại anh vợ đớp. Anh vợ giơ mánh rồi, anh vợ này khá là đẳng cấp rồi cả nhà ơi. Hôm nay anh vợ lên sóng thôi, gọi là lên thời rồi, thời tới, gọi là gian cán không nổi. Cái này thì em bắt con to hết rồi thì chẳng còn con nhỏ, trời. Quá đã luôn cho một buổi tối cả nhà ơi. Tây con này là khá là khủng nhất nhé nhỉ. Nó tựa như bằng gần khủng long á. Quá là to luôn. To biệt. Đâu rồi cái nồi. Hầu như là anh thấy cái nồi này hơi bị nặng thế. Chắc là nặng cá hay là nặng nồi cũng chưa biết nữa. Ê giời ơi. Cá sao mà nhiều thế này. Ủa lại vứt tiếp cả nhà ơi. Vứt lại giật tiếp nhá cả nhà nhá. Đó lại kéo luôn cả nhà ơi. Chút luôn. Lại được. Ôi giời ơi. Bự hơn con đấy. Đấy giời ơi. Hai anh em làm sao đầy cái nồi là được nhá. Ok. Sao trúng ở đây nhỉ? Không, chắc do em giật mạnh quá. Thì nó đớp cái miếng ở dưới mà em giật cái cao là nó mát ở dưới. Như ví dụ em đớp ở trên mà em lại đi mắc ở chỗ khác á. Đấy. Trời, chuyến này là em vợ là em rể là hơi bị chán rồi nha. Thấy anh rể cứ được suốt rồi đấy. Anh vợ cứ được suốt rồi đấy. Chủ chờ. Chuyến này thì hai anh em này không biết là ai được nhiều nhất nha cả nhà. Mọi người hãy động viên anh nào đây thì động viên nha. Cam thì chắc là do cái gì hay mà tay Manet thì vẫn sáng bừng. Chắc là do khói lửa hay sao, hay là do điện thoại cả nhà ơi. Chuyến này chắc là anh vợ lấy hết cá rồi. Em về thì cứ bứt xuống mà không thấy cá nào. Ôi giời ơi, là làng ơi. Trời ơi, mồi bén. Mồi này đúng là chuẩn mồi bén luôn cả nhà ơi. Cá sao mà chịu cho nổi này.
cứ thả là đớp, cứ thả là đớp. Thế thì ôi lại được nữa. Sướng quá đi. Trời ơi, thế này là không ngắm thiên nga với lại trăng với sao rồi cả nhà ơi. À, ngắm hai anh em này câu cá là ôi lấy đi em, lấy đi em. Đã đủ phê rồi cả nhà ơi. Thật sự là mồi này khá là bén luôn. Ôi giời ơi. Chù chà. Vứt lại kéo, vứt lại kéo nha cả nhà. Ồ, thế này là lấy mồi này anh em mình đi câu xong khá là đúng bài luôn nha. Nhỉ. Ồ. Đừng cắp luôn ạ. Đấy đấy đấy, lại kéo, lại kéo luôn, lại kéo. Ôi giật tiếp ơi. Đã quá cả nhà ơi. Chù chà, tối nay là không được săn gà rồi cả nhà ơi. À, nhanh nhỉ. Ồ. Chù chà nuốt luôn nhỉ. Ồ, nhanh thật. Mồi khá là bén luôn. Thế thì tối nay thì anh em mình ngồi câu cá thôi là quá là bá cháy rồi nhỉ. Cần gì phải bắt gà nữa. Cá này đầy nồi thì còn hơn gà ấy chứ. Wow. Quá đã cả nhà ơi. Cứ vứt là lượm, vứt là lượm. Chù chà. Ờ, mấy khi lại được thế này. Wow. Mồi này khá là bén luôn. Thế thì anh em mình đi phượt ở sông là quá tuyệt vời rồi đấy. Chắc là sông nhiều cá nhỉ anh em. Ừ, cá lăng đuôi đỏ hay là cá lăng đuôi tím nhỉ. Liên miên luôn đấy. Thế này thì có mà chất lượng luôn, chất chơi người dơi luôn. Làm đi em, làm đi, làm đi, dứt luôn. Ô, ăn rồi, ăn rồi kia, ăn rồi kia. Ô, tuột rồi. Chưa chà. Wow. Gần đầy nồi thôi cả nhà ơi. Đó, tí xíu nữa là đầy nồi nhá. Bây giờ thì được 70% rồi. Đây cả nhà ơi, anh em Manet đã dậy sáng sớm và tiếp tục hành trình đi hái lượm cả nhà ơi. Ủa cái kia cũng là cây mai kìa. Bây giờ thì hai anh em sẽ đi hái lượm. Không biết là hôm nay sẽ được lan và được thứ gì không. Rách câu, đi thôi nào. Con đường xưa ta đi gặp em trên vùng lắc lèo. Mà em đi không khéo là anh đéo em như chơi. Đây. Hôm nay không biết là sẽ trúng bắn được đột biến đột quỵ hay là bồng con bồng bố gì không được nha. Cũng đi theo chân Manet đi phượt nha. Đây. Cầm cái bao to tướng luôn. Không biết có làn không. Chả thấy người thấy cái bao thôi nha cả nhà. Ai xa. Cánh rừng này. Thật là không có gì bằng nữa. Đây cả nhà ơi, Manet đã leo tới cây này. Và một cây đai châu. Đi từ sáng tới giờ luôn cả nhà. Gặp được một cây. Mà cái này thì không biết là sẽ lấy được nguyên bản hay không. Theo mọi người, cây này thì cây mẹ đã gãy rồi cả nhà. Cây này là cái con này, mọc lại cũng đã cho hoa 2 năm rồi. 1 năm, 2 năm. Cái này là năm thứ 3 này. Đấy. Cũng khá là to cả nhà. Mà không biết sẽ lấy được nguyên bản không. Theo Manet sẽ vạc trước cả nhà. Để xong vạc rồi Manet sẽ lấy nhân bản hay không thì cũng tùy theo cái cách mình vạc cả nhà. Mời cả nhà cùng ngắm nhá. Cái này thì nó cũng lỗi tự nhiên thôi. Đây. Đây, chắc có nó gọi là hoạt động rừng thì thôi. Thấy chưa? Anh bảo rồi, cây anh 8 ngón tay mà. Này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này. Đúng không? Đấy, bây giờ thì Manet sẽ lấy thôi cả nhà ơi. Chào cả nhà Yêu Lan nhé. Thở cái đã. Như mẹ em đó, còn trẻ, còn khỏe. Anh có tuổi rồi. Leo bằng này cũng khá là mệt rồi nhỉ. Cây lan khá là đẹp luôn. Hai anh em leo. Đầu tiên thì Manet nhìn ở dưới thì cũng khá là VIP ạ. Nhưng mà Manet nghĩ là nó không đẹp bằng
bằng cây manet hay lấy. Mà cây này manet lên tới đỉnh này thì nhìn thấy phê ơi, nhìn thấy đoạn này chưa tới cây lan là manet đã thấy phê rồi nhỉ, rất là phê. Bây giờ thì manet sẽ leo tới đỉnh kia thì manet sẽ quay cho cả nhà xem cái cảnh lan nha, nó rất là đặc biệt. Giá như lúc này thì có anh chị nào mà ship chai nước cho manet trên cây này, tu một chai nước thì đã biết máy. Giờ thì bắt đầu lên thôi cả nhà ơi, phải câu. Chắc thì đi buồn sang ơi, xem này. Mời cả nhà cùng ngắm lan rừng Buôn Đôn nhé. Ôi làng nước ơi, cứu manet với mọi người ơi. Bao phê. Tê tê như con. Ui, làng nước ơi. Bốn ngón tay cả nhà mình ơi, lá ngắn 20 phân thôi cái làng ơi, rời càng lên càng ngắn, dài nhất thì 20, ngắn nhất thì tầm 16 phân cả nhà ơi. Đó, đấy, ngắn nhất thì tầm 16, rồi càng lên càng ngắn. Ô, cái này thì củ sống khá là lâu năm cả nhà ơi. Từ đây luôn 1, 2, 3, 4, 5, nói chung là 8 năm là chắc chắn rồi. Bản lá dày, ngắn, to. Một cặp lá, 2 cặp, 3 cặp. Ôi, cái này mà nét tưởng là có trong mơ thôi, nhưng mà thực tế là đây chứ đâu. Mọi người nghĩ cảm giác như thế nào đấy, khi được ngắm em lan này. Rất là bao phê, đẹp luôn, đẹp hết sự tưởng tượng của manet nha. Cái thần thú này quá đẹp. Bây giờ thì manet sẽ ngồi trên kia để thử quay từ hướng bên kia này nha cả nhà. Cũng khá là nguy hiểm cả nhà, ở trên cây không đùa được đâu nha. Cũng rất nhiều anh em đã hy sinh vì miếng cơm manh áo ạ. Nhưng mà gần quá không biết quay cái nào, nó sát luôn không biết quay. Bao chất lượng, chắc khúc này chỉ lấy được nguyên vỏ thôi. Hồi nãy thì con giống kìa, giống sẽ để lại cả nhà. Giống nó giống cái này á, nó cái đó còn cái này của cái này á. Và cảnh bên kia có một cây cả nhà, bên kia kia là xong cả nhà ơi, quá tuyệt vời luôn. Mời cả nhà cùng ngắm nha, ngắm cái lan với manet nha. Cái đó lấy cái vỏ thôi em. Nhìn vậy thôi chứ rất là ngắn nha cả nhà, nhìn vậy thôi bản lá rất là ngắn luôn. Lan ơi, anh đã tới đây để cứu em về. Cả nhà hãy chăm sóc em lan thật là tốt nha, để có một mái nhà ấm áp đầy tràn đầy yêu thương, và sáng ngắm chưa tưới, tối lại sờ. Quá đã. Thế này thì ok luôn. Đây cả nhà mình xong 72-82 kiểu thì manet đặt để ở đấy nguyên vỏ thôi cả nhà ơi, và được 2 cây, 2 anh em mỗi người 1 cây thì sẽ đu theo cành này như thế cả nhà, và xuống theo cây dầu kia, không leo bằng hồi nãy nữa, hồi nãy thì leo bằng thân, anh em sẽ leo xuống bằng cái dầu kia cả nhà. Đấy. Cứ từ từ bình tĩnh thôi em ơi. Okay, đây cả nhà, hoa thì đẹp,
ta lại ôm còn hoa yêu quý thì chúng ta phải ôm ấp. Đây, cả nhà đã lấy xong cả nhà. Quả này thì tại vì nó có con nhỏ rồi mà nét sẽ không bỏ lại cái quả. Cái quả mà nét sẽ mang về ươm cổ gỗ ở trên mấy cây ở nhà vườn mà nét. Và tại vì nó đã có cái con nhỏ ở đây rồi thì bây giờ thì hứng như hứng hoa, nâng như nâng trứng. Được siêu phẩm từ sáng bây giờ cũng khá là một quá trình rất là gọi là lòi con mắt để thấy. Một khi đã thấy thì rất là vui và sảng khoái lắm cả nhà. Bây giờ thì vác trên vai xuống để đem về cho cả nhà cùng được sưu tầm và trải nghiệm và chăm sóc cho em Lan. Chào mọi người buổi chiều nha. Mình đã về kiếm Lan mọi người. Và hai anh em kia thì đang xuống sông để thả câu, thả lưới cả nhà. Thì Manet cũng vừa tắm xong luôn và đang ở lan để nấu cơm. Và mấy cây lan nhà Manet hái được đây cả nhà. Cây to vip thì cô em kia lấy xuống, không phải lấy xuống mà Manet lấy xuống mà lúc cầm đi cả nhà không may trúng vào cái cây, thế là bể hai lá và một lá chân nữa là bị sệ một tí. Nhưng mà lau rồi, ý là mình về thuần lại lau thì nó sẽ hồi phục. Và giờ thì mình sẽ cho mọi người xem thành quả hôm nay bà anh em nhé. Cũng gọi là khá là vất vả mà được từng này thôi cả nhà ơi. Đây mọi người, cây này thì bể lá đây. Cây này thì bể lá đây, nhưng không sao. Cây này là hệ Mitsu nhé, cây dòng này nữa cả nhà. Thì mình hôm nay thì được mấy cây hệ con của này. Đây, ví dụ một cây, đây cả nhà nhìn thấy phần lá to ngắn dày đấy, một cây nhá, bái nó mà hai cây nha, nó thấy đá chưa đấy, hai cây rất là ngắn và dày nhá, ba cây đấy, bái luôn ba cây. Và cây này thì con của cây này luôn nha. Cây này thì do nó ở cái tư thế với lại bản lá nó nhìn tựa giống nhau luôn nha, nó rất là đẹp luôn, dày cực kỳ, bị con gì ăn lá. Cái này thì lúc bỏ bao về nó có sệ tí là ra nó phải khép thế này, nhưng mà không sao cả nhà, nó cũng sẽ bị nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà về các bác chăm lại thì nó sẽ ok nhé cả nhà nhé. Và cái này nữa, cái này thì bị cụt lá luôn cả nhà, nó bản lá to, nó ngắn đủ bản kèn lá này rất là đẹp luôn đấy. Và mấy cái sóc mọi người, mấy cái cũng được mấy cái sóc đẹp ạ. Ai giời, cũng được khá là mấy cây sóc, ba cây thôi, ba cây là hàng chất lượng cây sóc luôn. Và cái này thì mát hết, đã lấy rồi hết, nó ở mát quá thì tẩm nham luôn cả nhà. Về mọi người sưu tầm, siêu tầm không siêu tầm, mát hết thuần lại thì nó sẽ ngắn bớt đi cả nhà. Ví dụ nó dài cái này thì mát hết thuần nó sẽ ngắn tới đoạn này nhá, đấy chắc chắn nó sẽ ngắn hơn, nhưng mà nó sẽ không ngắn như mấy cái này được nhá. Nó sẽ không được như mấy cái này thôi. Đó, bây giờ thì nấu cơm thôi cả nhà ơi, nồi cơm cũng sôi rồi. Đây là túp lều lý tưởng của mấy anh em nhá. Đây cả nhà ơi, hai anh em này về cắm câu và câu cá thả lưới được không em? Để anh xem thành quả hai đứa coi nào. Mời cho mấy bác được xem thành quả. Manet thì ở nhà chu trà. Có cái cá lăng. Đu được cái con cá lăng nữa. Ui giời. Cái này cá lăng này. Hai con. Hai con cá lăng. Ba con. Cá nhỏ. Cá nhỏ đi. Toàn cá tươi không cả nhà ơi. Cái này là cá lăng đuôi đỏ và thành cá lăng nồi. Con này là cá lăng đuôi đỏ này. Con này khác. Cái này là cá lăng đuôi trắng. Cái này là cá lăng đuôi đỏ này. Còn cái này chết sớm à? Được đầu tiên à? Được đầu tiên. Ồ, cá lăng nhỏ nhỏ này bỏ ở bể nước đó nó có sống ta. Về
cho con sống đó. Thôi bỏ bể mồm đi nhỉ. Bỏ bể mồm đi. Nước trong bụng. Đù. Bữa ăn của mấy anh em người rừng thế này thì có mà no hơn con heo. Trời ơi, quá đáng luôn cả nhà ơi. Đây, cá nó tràn lan luôn. Chắc là đớp lê lịa luôn nhỉ. Nhiều thoát lắm. Đớp luôn à. Nhiều thoát rồi. Được hai con tôm rồi. Móc cân mình thoát. Một con thì cá lăng bò, một con thì cá lăng nằm. Đấy, thì hai con là đều cá lăng nằm hết giờ. Một con đuôi trắng, một con đuôi đỏ thôi. Nó khác nhau một tí. À, con đuôi đỏ này thì cái này thì nó sẽ to hơn cái nhà. Cái này thì nó sẽ nhỏ hơn. Nhưng nhìn sát thì con này to hơn đấy. Đây là cá lăng đuôi trắng, cá lăng đuôi đỏ. Và giờ thành cá lăng đuôi nồi hết cả nhà. Thế thì em tính chế biến món gì đây? Món gì? Biết là món gì nữa. Chắc là món có gì xào, có gì làm mấy thôi chứ. Ở rừng thì đâu cần biết món gì đâu. Giờ thì cứ thích ăn kiểu gì là làm kiểu đó. Một là nướng, hai là kho. Đầy cái nồi là được rồi. Bây giờ thì anh em Manet sẽ chế biến nó cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Wow, quá đã luôn cả nhà. Lấy một bên rễ thôi em. Mọi người có thấy không? Cái nào đang leo lên lan này. Cái lan đang ở giữa đùi cái nhà. Nhỏ xíu à, nhìn người. Lan đẹp không em? Đẹp cái nhà. Chả nhận dạng được người luôn á. Đây cái nhà, lấy tay chỉ này. Đó, cái đó cái lan đó. Đường đưa đây. Thân dừa cả nhà ơi, cực kỳ chất luôn nha. Em lấy bên nào cái rễ nhiều thôi. Cái rễ nhiều thì em lấy bên đó thôi, còn bên nào rễ ít thì khỏi lấy. Thân dừa luôn cả nhà. 8 lá hay 7 lá? 8 lá, 4 cặp lá cả nhà. Sắp thành khí nha mọi người ạ. Rồi thì lấy lan xuống thì cùng cả nhà, mời cả nhà cùng ngắm nha. Đây cả nhà, hãy xuống đi, em xuống đi, em chụp vứt được cây là để hết lá đấy. Đó, không chiều đoạn đó là chạm quá nhà cả nhà ơi, cho nên là phải vứt xuống chụp. Với lại chỉ lấy được rời thôi, không lấy được nguyên bản. Anh em cũng cố gắng hết sức rồi cả nhà. Wow, ôi giàng ơi, vả lẹ. Trời trời, cái lá hồi nãy là em làm dập ở trên hả? Hả? Ồ, đây cả nhà, bị làm gọi là lúc lấy xuống, lúc xoay người thì ép vào cây cây, thế là bể cái lá. Đây, wow, cầm đi. Đúng bàn cả nhà ơi, nhưng mà bể cái lá này rồi. Theo Manet thì kệ nó đi. Thì được 1 cái 2 3 4 5 6 7 8 8 lá. Ok, thân dừa này. Đó, 20. Tới đoạn này thì lên tính cả đoạn này thì phải 25 cả nhà, 25 30. Ô cây cũng khá là đẹp đấy cả nhà, làm mít xếp đẹp. Chỉ tội là thôi không sao, có là may mắn rồi. Chứ anh em cũng không mong muốn cả nhà. Sưu tầm là vừa đúng bàn luôn cả nhà ơi, nó rất là to á, nhìn trong điện thoại thì không được to mấy, nhưng mà nhìn bản lá là đã thấy nó chất lượng rồi cả nhà. Ở mát này. Ở cây cây này là cây xoài, xoài rừng. Bây giờ thì nó sẽ chặt ít bớt rễ cả nhà. Để dễ bỏ bao mang về cả nhà ơi. Chặt bớt đi em. Chặt mấy cái rễ già này, cụ ơi.
và cái này cả nhà, buổi sáng giờ được 3 cây này, giờ là trưa rồi, ba anh em thì được 3 cây, để cây này thì vip này, cây này thì khỏi nói nha, cây này thì thật sự là chảy nước miếng luôn cả nhà, quá là chất luôn cây này. Ôi giời, lại tiếp tục cả nhà ơi. Đó, khỉ đeo leo từ cây to sang cây nhỏ cả nhà. Khỉ này là khỉ đột biến nha. Rách hết quần rồi. Đây cả nhà ơi, Manet đã lấy cây, một cây bồng hai con, cây sóc cả nhà, rất là đẹp luôn. To. Đó, và đây là quá trình Manet lấy này cả nhà. Thì xuống dưới Manet sẽ review nha. Tại vì ở đây thế rất khó, cho nên là Manet tiện thể Manet review cây này. Cây này thì hiện tượng thì Manet thấy đột biến nha cả nhà nha. Mà đột biến ở đây mọi người cũng nhìn thấy đây, đường gân này. Đó, mà ở đây thì trên cây Manet chỉ review cho cả nhà như vậy thôi. Lát nữa thì Manet xuống sẽ review cho mọi người thực tế hơn nha. Giờ thì Manet sẽ cố gắng lấy nguyên bản. Cây này thì sống khá lâu năm rồi cả nhà ơi. Thân dừa này. Đây cả nhà, mời cả nhà cùng ngắm hoa sóc nha cả nhà nha. Sóc rừng buôn đôn thì được ba cặp lá rưỡi với cái lá đọt cả nhà. Thân dừa và lên chỉ thiên rất là đẹp, và hoa này. Ôi trời, đẹp lắm nha. Thơm nữa. Quá là chất luôn. Không biết Manet sẽ lấy được hai cây luôn hay là chỉ lấy được một cây. Hoa này vừa thơm vừa đẹp. Manet mời cả nhà cùng ngắm nhá, ngắm hoa nhá. Hoa tuyệt vời lắm cả nhà ơi. Hoa đấy. Nhìn có này cả nhà, y hơn là 4 phân luôn. Có trúc cả nhà ơi. Ui, bạt ngạt. Nói chung là khắp rừng luôn. Đó, nó xanh tươi, ơi là xanh tươi luôn. Y như là bỏ phân luôn. Ôi trời, cái này thì đất rừng thôi chứ cả nhà. Rất là tốt luôn. Vừa tốt cho cả cây cối và cỏ dại và tất cả mọi loại thú và vân vân mây mây. Mọi người nhìn thấy cái cảnh này chưa? Đó. Cái nỗi mà có trúc mà nó mập thế này luôn cả nhà. Đây này, mập thlu thế này luôn. Đó. Là đủ hiếu rồi. Đất nó tốt quá trời luôn. Hơn là bón phân nữa. Có trúc rất là tốt rồi cả nhà. Trời ơi, bạt ngàn. Anh chị nào mà có trâu bò thì liên hệ Tamanet nha. Nuôi cả nghìn con luôn. Ăn quanh năm suốt tháng. Wow. Lún người luôn đấy cả nhà. Đi lấp người lên, kiếm người không thấy luôn á. Nó cao, nó gọi là tốt à. Tốt hơn bón phân đó cả nhà. Chủ cha. Quá tuyệt vời luôn. Giờ thì Manet đã đi tới đoạn này mọi người, rừng khá là sâu. Đó, bây giờ thì Manet thấy ổ mối này có một cái độc lạ bình dương cả nhà ơi. Theo mọi người này, cái này là nó mọc là cái gì đây? Đây. Mọc rất là nhiều nhá. Theo cả nhà mình là mọc cái gì nhá? Có nên đào không? Và cái này thì sẽ đào được cái gì? Nguyên cả ổ mối luôn nhá cả nhà nhá. Nguyên cả ổ mối luôn. Ổ mối đều có hết luôn cả nhà. Đấy. Có cả đen, trắng, đỏ. Đủ loại. Được cứu đã điếu. Theo mọi người thì Manet có nên đào không? Tràn lan luôn. Cả nhà ơi,
Go 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 go. Đây xa. Hai lượng. Lấy bịch em. Còn cái tép đấy. Cái nhà. Mới được tí rồi. Cái nhỏ nhỏ thì sẽ bỏ. Đây cái nhà ơi, mai anh em mà nét đào bằng dao thôi. Wow, rất là đẹp nha. Ôi giàng ơi, giàng ơi, giàng ơi. Chặt đi lá buôn sang ơi. Có bác quả. Quả này thì nhỏ hơn này mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Hết rồi. Mình sẽ đào tiếp. Quả, quả to thì nó cứng này, quả nhỏ thì nó mềm. Anh em mà nét đã đào gọi là sắp bay đoạn trên thôi. Tại vì đào bằng dao á cả nhà, không có cuốc. Đây nè. Đây cái nhà ơi, chiều rồi thì Manet có test được cây này. Cây này rất là nhiều cây sóc luôn cả nhà ơi. Đó, cây này đang cho hoa rất đẹp luôn. Đấy, ở đây. Đây mấy cây to. Cây này thì theo mọi người như thế nào? Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đó. Wow. Đây. Đây. Đó. Cái kia bằng lá ngắn cả nhà ơi, xếp đẹp luôn. Và cây kia có mấy cây lá ngắn, loại lá ngắn xếp đẹp luôn. Thì cái này là hoa của nó này, cũng khá là dài, rất là đẹp đấy nha. Thơm nữa. Hello cả nhà, giờ thì Manet đã lên đơn rồi cả nhà. Cảm ơn mọi người, một vài anh chị mấy cái kia thì Manet đã chốt cho họ rồi nhé. Còn vào mấy cái này thì em sẽ chia sẻ trong video này. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ và hình số 1 là 250k. Tên này là 3 cây thân dừa nhé các nhà nhé. Đó, cây đầu tiên đây. Đó, bản lá này thì khỏi bàn nhá, lá dày cực kỳ đẹp luôn. 1, 2 này. Đó, cây này cũng thân dừa này. Đường gân rất là nét luôn nha các nhà. Đấy, cũng thân dừa này. 2 này, 3 này, cây này cũng thân dừa này. Đó, đường gân này. Ok luôn. Đó, hình số 2 của 250k. Cái này thì cái nó to hơn. Đây, khúc gỗ này. Rất là đúng bài luôn nha. Đấy, một cây này. Hai cây này, cái này thì bám rễ vậy thôi. Đó. Hai cây. Và hình số 3 thì một cây thôi. Một cây là 250k cho hình số 3. Đó. Cũng hệ thân dừa cả nhà ơi. Bản lá thì khỏi bao chất lượng luôn nha. Đây. Bảo chất lượng hơn mấy cái kia rất là nhiều luôn, nhưng mà nó một cây thôi nhá. Và hình số 4 là hàng rời nha. Cây này thì nói chung là nó nếu mà nguyên bản hoặc là không bể lá thì cũng khá là nhiều tiền, nhưng mà bể lá với lại tất cả thì có 500.000 thôi cả nhà. Về cái nhà chấn lại vườn và chăm sóc lại em này, chỉ tội là bể lá, nhưng mà bể lá nó không sao cả nhà, lá đọt vẫn ok. Đó, mọi người về chăm thì thật sự là hết được chấm nha. Cái này thì anh em mà chăm tốt nữa để con thì hết bài luôn. Tết là chơi hoa. Đó, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này. Đó, cây thứ 4 này có con thế này, không phải con mà hàng chip. Đó. Đấy, và cây sóc đột biến một lá này thì anh chị nào ưng về chăm sóc về lại thì Manet sẽ để lại nha. Cái này thì không biết tùy mọi người mua thì sổ số nha. Manet sẽ để 150 nha. 150.000 nha cả nhà nha. Và hình số 5 thì 120.000 cho ca đa châu. Đây. Và bị cụt lá đây tự nhiên nha cả nhà nha. Đây. Đó, và hình số 6 là 150. Đó, thân dừa. Cái này thì dòng lá đầm lầy cả nhà. Đó.
lá lướt. Nói chung là cây hệ này thì mọi người mua về chăm tốt thì nó cũng sẽ lên lá ngắn lại, nhưng mà nó không được bắn lá chất to thôi nha cả nhà. Đó, nhưng mà rất là đẹp luôn cây này. Đó, và hình số 7, hình số 7 là hàng Mitsu nha, là 600k. Cây nó lối tự rừng nha cả nhà nha. Đây, cái này là lối tự nhiên nha, bản lá này mọi người nhìn thấy nó chất lượng chưa. Đó, xếp đều và ngắn dày. Đó, đúng bài luôn. Cây này thì rất là vip nha. Đối với Manet thì nó cũng rất là vip luôn. Nguyên khúc này về đặt chậu nha. Đó, và hình và cây cuối cùng thì cái này là hệ dòng cây này. Nói chung là nó nhỏ nhưng mà nó nhiều tiền, cho nên là Manet không lên đơn nhá. Anh chị cô chú mình thích chơi cái này thì cứ alo trực tiếp Manet. Đó, và đây dòng lá dày này. Cực kỳ dày luôn nhá, và quá tuyệt vời luôn. Đây. Đó. Nó là hệ cái này ha cả nhà. Đúng bài luôn mọi người ạ. Vài trăm Manet cảm ơn tất cả các bác cô chú anh chị mình đã ủng hộ Manet nhá. Chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo nhá.